Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa a? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu. Tập 81. Chương 801. Tôi rõ ràng là Hắc Ti Nam. 1. Có tiền, có thương hiệu, tiếp thị cũng cực kỳ xuất sắc, ai có thể cản trở. Không nói quá, nếu đường này có thể được kéo dài, trên đường đua toàn quốc hầu như không có đối thủ nào có thể cạnh tranh. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên, cũng như sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau của mọi người, tôi rất vinh dự được thúc đẩy điều này. Ngày này của năm sau, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở đỉnh cao. Tại hiện trường ký kết, Giang Cần mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên trong tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên không ngừng, tiếng của máy ảnh cũng không ngừng nghỉ. Lúc này, không ai nhớ rằng, người thanh niên tràn đầy sức sống trước mắt họ mới chỉ 20 tuổi. Giang Tổng, những ngày gần đây cậu vất vả rồi, cậu chạy đi chạy lại như vậy, tuy chúng tôi không đi theo nhưng cũng biết cậu mệt như thế nào, nên sau này hãy cùng nhau đi massage nhé. Thực sự xin lỗi Ngô Tổng, trước cổng trường chúng tôi mới mở một tiệm bánh ngọt, bạn thân của tôi muốn ăn sữa hai vỏ, thế này nhé, lần sau tôi sẽ mời. Giang Cần lịch sự vẫy tay, phong độ rời đi. Không ai biết được, người vừa mới thực hiện xong một hợp đồng triệu đô một giờ sau lại được một cô nàng dễ thương với biểu cảm cun ngầu trở đi ăn bánh ngọt bằng xe điện. Đến nỗi chân cứng ngắc không duỗi thẳng được, nhưng vẫn cứ nở nụ cười ngớ ngẩn. Giang Cần, anh muốn ăn mấy bát? Cậu chỉ được ăn một bát thôi. Anh nghe nhầm rồi, em hỏi là anh muốn ăn mấy bát. Mình biết, nhưng thực ra trong lòng cậu đang thử xem mình cho phép cậu ăn mấy bát. Phùng Nam Thư mặt mày buồn bã, tự nhủ tên gấu chó này thực sự không hề ngốc chút nào. Trung tuần tháng 11, việc thành lập quỹ tư nhân nhanh chóng được lan truyền, ngày càng nhiều người tìm cách gửi quà để gia nhập kế hoạch hợp tác chiến lược. Giang Cần tự mình thiết kế kế hoạch quảng bá, với nguồn vốn từ Kim Ti Nam, không chỉ các ông chủ ở Lâm Xuyên mà ngay cả các thương hiệu từ nơi khác cũng bắt đầu nôn nóng. Mà những món quà họ gửi, chỉ có thứ bạn không nghĩ đến, chứ không có thứ gì là họ không lấy ra được. Nhưng điều Giang Cần muốn bây giờ không phải là quà, mà là uy tín mạnh mẽ hơn, do đó hắn phải thể hiện thái độ ngay thẳng, không nhận bất kỳ món quà nào. Xin lỗi, biệt thự của ông không phải là thứ tôi dựa vào nỗ lực của bản thân mà có, tôi không thể nhận. Tào thiếu gia gần đây sao lại gầy đi không ít? Một buổi sáng se lạnh, trong căng tin của Đại học Lâm Xuyên, Giang Cần ngồi trên chiếc ghế nhựa, uống bát cháo bát bảo vừa được nấu, mở miệng hỏi. Tào Quảng Vũ đầu hiện lên dấu hỏi to tướng. Chu Siêu cắn một miếng bánh thịt, nói, Giang ca đang hỏi cậu đấy, sao dạo này cậu gầy đi? Làm sao không gầy được? Căng tin liên tục chiếu tin tức về cậu, khiến tôi chẳng thể nuốt nổi, thật là xui xẻo. Tào Quảng Vũ cầu nhau cắn một miếng bánh, nhưng cảm thấy dù ăn gì cũng không thấy ngon. Y thích thể hiện, nhưng khi nhìn thấy bạn cùng phòng thể hiện càng ngày càng tốt, làm màu cũng có bài, mặc dù rất vui mừng cho hắn, nhưng cũng có cảm giác ghen tị, rõ ràng chính tôi mới là con nhà giàu, nhà tôi còn có chiếc Lincoln dài kia kìa. Thôi, không ăn nữa, tôi đi tìm Đinh Tuyết đây. Cậu mới ăn có hai miếng. Không thể ăn thêm nữa, gần 8 giờ rồi, không đi thì lại bị mắng. Tào Quảng Vũ đeo ba lô, vội vã rời khỏi căng tin, trong khi Giang Cần còn đang băn khoăn, thời gian đã đến 8 giờ. Khuôn mặt điển trai của Ngô Ngạn Tổ xuất hiện đúng giờ trên TV căng tin, phát sóng tin tức về việc thành lập quỹ Kim Tử Nam cùng việc huy động vốn từ bên ngoài. Quanh đó cũng có người tạm dừng đũa, nhìn lên màn hình TV, phản ứng đa dạng khác nhau. Có lẽ người khác không biết, nhưng đối với sinh viên học viện tài chính, họ rất rõ ràng rằng cần bao nhiêu năng lượng để tự mình lập nên một quỹ đầu tư tư nhân. Cả ngày làm màu cái gì vậy, chẳng qua cũng chỉ là người dẫn dắt mà thôi. Mấy ông chủ giàu có kia đều nhắm tới những doanh nghiệp đã phát triển, có liên quan gì tới cậu ta. Chỉ cần theo sau hò hét vài câu đã tưởng mình ghê gớm lắm rồi, cứ làm như mình là một tay chơi tài chính khổng lồ. Trang Thần lúc này cũng đang trong căng tin, ngồi cùng với Giản Thuần và các cô gái trong ký túc xá của cô ấy, dù không ăn gì chua nhưng Giang thấy ê ẩm. Nghe thấy lời này, Giản Thuần, Tống Tình Tình, Tưởng Điềm, Phan Tú và một số cô gái khác không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn y,
vẻ mặt hơi giống đang nhìn kẻ ngốc. Tôi nói có gì sai sao? Người dẫn dắt không phải là chủ tịch. Giàn Thuần bỏ đũa xuống, nhìn y một cách không thể tin nổi. Kim Ti Nam, Phùng Nam Thư, mối liên hệ ở đây cậu thật sự không thấy hay là giả vờ không thấy? Chương 802, tôi rõ ràng là Hắc Ti Nam, 2. Tưởng Điềm cũng lườm y một cái, nếu không phải Giang Cần đặt tên cho quỹ, sao lại trùng hợp có chữ Nam? Nếu cậu ấy thực sự chỉ là người dẫn dắt, tại sao những ông chủ mỏ có tài sản hàng trăm triệu lại vui vẻ giao quyền đặt tên cho cậu ấy? Tống Tình Tình cũng không nhịn được mà thở dài, tôi được Nam Thần chiếu cố một lần đã phục rồi, cậu được chiếu cố một năm mà vẫn không phục. Vậy cậu cũng lập một quỹ, gọi là thuần khiết, thuần chất, sữa tinh khiết đi, tôi sẽ phục cậu. Có liên quan gì tới tôi? Tên thuần chất cái gì cơ chứ? Giản Thuần nghe xong lập tức nổi giận. Tưởng Điềm nhìn Trang Thần, cậu xem phản ứng của Giản Thuần là biết, tên gọi có phải là tùy tiện không? Vẫn chưa hiểu sao họ gọi là Kim Ti Nam à? Trang Thần cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị chọc ghẹo, nhưng rồi nhận ra họ mới là người đúng, mình hoàn toàn không thể phản bác, lập tức cảm thấy mất mặt, bắt đầu im lặng ăn cơm. Thực ra, các cô gái của lớp tài chính số 3 không nói sai, Giang Cần mặc dù luôn giữ vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng thực tế, dù là Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên hay Quỹ Kim Ti Nam, người nắm quyền chính là Giang Cần. Lý do hắn giữ thái độ hạ thấp mình khi đối diện với bên ngoài chỉ đơn giản vì hắn quá trẻ. Các cô gái rất tinh tế với việc đặt tên, khi nghe tên quỹ tư nhân là Kim Ti Nam, họ nhanh chóng hiểu ra nguồn gốc của cái tên này. Nhưng nếu bạn hỏi trực tiếp Giang Cần, tên chó này chắc chắn sẽ không thừa nhận. Phùng Nam Thư, có liên quan gì đến cô không? Cái tên chẳng qua chỉ là đặt bừa mà thôi, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, ha ha. Dĩ nhiên, dù miệng cứng nhưng đối với những kẻ điên mê hít đường, mọi sự biện hộ đều vô ích. Phùng Nam Thư à, cậu ấy chiều chuộng cậu đến mức nào vậy, còn lập quỹ lấy cái tên Kim Ti Nam, rất tinh ý đấy. Cao Văn Tuệ đã phát điên vì cái tên này cả buổi sáng, nằm trên giường, đôi chân vung vẩy không ngừng. Phùng Nam Thư cúi đầu nhìn chân mình, dài và thon thả nhưng không hề gầy gò, thậm chí còn hơi mũm mĩm, quyến rũ hơn khi bọc trong bộ vớ đen, đặc biệt là đôi bàn chân nhỏ xinh đáng yêu đến không chịu nổi. Nhưng tớ rõ ràng là Hắc Ti Nam mà. Tiểu phú bà có vẻ hơi mờ mịt. Cao Văn Tuệ quay người sang nhìn cô, đừng quên, ngoài việc là chồng cậu, cậu ta còn là thần giữ của, vì thế mới có cả Kim và Nam. Ra là thế, Văn Tuệ, cậu là người tốt. Cao Văn Tuệ hừ một tiếng, tự nhủ đương nhiên rồi, sau này mình chắc chắn sẽ ngồi bàn chủ tọa trong đám cưới. Trong thời gian sau đó, công việc chung tiếp tục được đẩy mạnh, những doanh nghiệp đã thu hút được vốn đầu tư bắt đầu nhanh chóng triển khai kế hoạch, theo đuổi 4 thương hiệu đã dẫn đầu vòng trước đó. Tiệm tạp hóa không giờ, karaoke thuần nhạc, quán nướng Lâm Xuyên và khách sạn VN, những thương hiệu ra đời tại Lâm Xuyên, dù mới hay cũ, đều phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Giang Cần bắt đầu chậm lại nhịp sống của mình một chút, xử lý theo trình tự những việc vặt trong cuộc sống. Thứ hai, dậy sớm để đi học, lời giảng của thầy cô thật dễ nghe, chỉ vài câu đã mơ thấy Chu Công. Thứ ba, tìm hiệu trưởng Trương để trò chuyện, đồng hành cùng giáo sư Nghiêm dắt chó đi dạo, tinh thần của hai cụ rất tốt, chắc chắn họ sẽ thích căn biệt thự mình định tặng. Thứ tư, lễ hội mua sắm ngày 11 tháng 11 đầu tiên trên Taobao diễn ra tốt đẹp, kiếm được 1 triệu tiền quảng cáo. Thứ năm, nhận được cuộc gọi từ cô Trần, dẫn Phùng Nam Thư đi họp phụ huynh cho Hà Mạn Kỳ, trở về như đầu óc hỏng mất, mơ thấy kết tinh tình bạn lên mẫu giáo. Thứ sáu, ăn tối cùng các thành viên của Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên, nhận được cuộc gọi từ bố, hỏi có thể giới thiệu việc làm cho Lâm Linh không. Lâm Linh chính là người chị họ gặp trong đám cưới của Lâm Bằng, bố chị ấy là bác ba họ Sa của Giang Cần, tên là Lâm Đức Hoài. Theo lời Giang Chính Hoành, trong những ngày gia đình còn nghèo khó, gia đình Lâm Đức Hoài đã từng giúp đỡ họ. Đây không phải là chuyện gì đặc biệt, vì dù là họ hàng bên nào, luôn có người tốt và cũng có người không tốt. Trường học của Lâm Linh không được tốt lắm, cũng không tiếp tục học lên cao, đã thử qua vài công việc nhưng lương thấp và cơ quan cũng không tốt lắm, nên mới nghĩ đến việc nhờ Giang Cần xem xét giúp. Vì thế, Giang Cần đã hẹn thời gian, bảo họ đến số 102 đường Hưng Hoành, tức là văn phòng tổng hợp của Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên vào lúc 9 giờ sáng. Hôm ấy đúng là lễ Hàn Y, ở ngã tư đường còn có người đốt vàng mã, không khí cũng lạnh thêm vài phần. Giang Cần lái xe chậm chậm qua phố,
đến số 102 đường Hưng Hoành, gia đình Lâm Đức Hoài đã sớm đứng đợi ở cửa cùng với một vài người thân khác. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 803, tôi rõ ràng là Hắc Ti Nam, 3. Giang Cần xuống xe, rút ra một gói thuốc hoa tử đưa cho mấy ông chú đang có mặt. Đây là bác gái ba của cháu, đây là chú họ Lâm Đồng, thím ba Triệu Hương Cần, anh họ Lâm Phong, còn có Linh Linh, con gái bác, cháu đã gặp lần trước. Giang Cần lần lượt chào hỏi, trời khá lạnh, chúng ta vào nhà rồi nói sau nhé. Một nhóm người thân quay đầu nhìn qua căn nhà riêng lớn sau đó gật đầu, theo Giang Cần vào trong. À, chị họ học chuyên ngành gì? Giang Cần thuận miệng hỏi. Chị học quản lý tài chính. Lâm Linh đi sau với vẻ mặt có phần gượng gạo, một phần vì không quen với Giang Cần. Một phần vì Giang Cần là em họ của mình, việc nhờ em giới thiệu công việc thực sự khiến cô ấy cảm thấy khá ngượng ngùng. Giang Cần bỗng nhiên dừng bước ngay tại cửa, lát nữa vào rồi đừng nói là chị họ của em, cứ nói là em họ nhé. À, Lâm Linh đồng ý một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Đức Hoài với vẻ mặt hơi bối rối. Lâm Đức Hoài cũng không rõ tại sao Giang Cần lại nhấn mạnh điều này, nhưng vẫn gật đầu, dù sao thì tìm việc làm vẫn quan trọng nhất. Còn chuyện về chú họ, thím họ, anh họ. Lúc này họ đều đang thầm thì bàn tán với nhau, một mặt là ngưỡng mộ căn nhà thật hoành tráng, một mặt là bàn luận về từng hành động của Giang Cần hiện tại. Thực tế, họ đến giờ vẫn không rõ Giang Cần làm nghề gì, dù rằng họ chỉ là người bình thường, rảnh rỗi xem tin tức, cũng chỉ là những chuyện về quốc gia này nọ, hoặc là scandal của người nổi tiếng. Về việc nâng cấp công nghiệp, bố trí kinh doanh, họ không hứng thú và cũng không hiểu được. Họ chỉ biết rằng Giang Cần lái Audi, Giang Chính Hoành đeo dây lưng 30.000 và những gì Lâm Linh nói hôm đó về dịch vụ giao hàng. Mua sắm nhóm đến cửa hàng, cùng diễn đàn sinh viên đại học, họ đều không hiểu rõ lắm. Giang Tổng, đúng là cậu sao? Trời ơi, cuối cùng cũng gặp được cậu, lần này cậu không được chạy đâu, xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi phải mời cậu ăn một bữa. Ngay khi bước vào sân, mấy người đàn ông mặc vest lịch lãm đã tiến lên chào đón, gặp Giang Cần thì không thể nhiệt tình hơn, họ xếp hàng để bắt tay. Giang Cần bị một người đàn ông kéo lấy, không nhịn được cười, tôi không chạy đâu Tôn Tổng. Chỉ là thời gian này quá bận rộn thôi, tối nay mọi người cùng đi nhé, tôi chiêu đãi, ngoài ra, hợp đồng đã xử lý xong chưa? Xử lý xong rồi, tiền cũng đã chuyển, chỉ đợi quyết định của cậu thôi. Tôn Tổng nắm tay Giang Cần không muốn buông. Được thôi, tối nay chúng ta lại bàn tiếp, tôi có vài người họ hàng đến, có chút việc cần giải quyết. Ôi, đây là họ hàng nhà mình à? Đám bác họ, anh họ của Giang Cần còn chưa kịp phản ứng, mỗi kẽ tay đã thêm một điếu thuốc hoa tử. Họ đều là người trưởng thành, ít nhiều cũng biết quan sát và phán đoán, dù thông tin nhận được không nhiều, nhưng họ chắc chắn những người đang đưa thuốc cho mình đều là những người có tiền. Bởi vì chìa khóa xe họ mang trên người đều là của những thương hiệu xe hạng sang, có vài người còn mang theo lái xe riêng và trợ lý. Chẳng trách Giang Cần muốn Lâm Linh tự giới thiệu mình là em họ, bởi dù họ ngang hàng. Nhưng việc gọi là em họ dù sao cũng thuộc về vai vế thấp hơn, trong khi đó chị họ lại là thuộc về vai vế lớn hơn. Nhìn vào tình hình hiện tại, chắc chắn Lâm Linh không thể gánh được thân phận trưởng bối của Giang Cần. Từ cổng chính vào đến hành lang, Giang Cần dẫn họ đi thang máy lên tầng 3, đến cửa văn phòng của Đàm Thanh. Bác ba, mọi người đừng vào, đợi ở ngoài nhé, cháu sẽ dẫn Linh Linh vào. Được, cháu sắp xếp thế nào cũng được. Lâm Đức Hoài gật đầu, dừng bước trước cửa. Lâm Linh theo Giang Cần vào văn phòng, trạng thái vẫn hơi căng thẳng, không biết sẽ gặp ai, cũng không biết sẽ được sắp xếp làm gì, trong lòng lẩm bẩm bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng bài tự giới thiệu rồi. Nhưng điều khiến cô ấy không ngờ tới là mình thực sự không cần phải mở miệng. Ông chủ, sao cậu lại đến đây? Đến tìm việc làm cho cô em họ của tôi, cô ấy học quản lý tài chính. Đàm Thanh pha một ly trà mang lại còn rót thêm một cốc nước cho Lâm Linh, Kim Ti Nam đang cần người, qua đó làm được không? Giang Cần gật đầu, vừa khít chuyên môn, vậy thì qua Kim Ti Nam làm việc đi. Vậy tôi gọi cho Tôn Chí nhé, anh ta đi ngân hàng giúp làm thủ tục, chắc phải chiều mới về. Công việc của quỹ bận rộn đến vậy sao? Còn phải tự mình đến ngân hàng. Gần đây có khá nhiều vấn đề về tài chính cần giải quyết,
thủ tục cũng khá phức tạp, hơn nữa còn bận rộn với rất nhiều tiệc tùng không xuể. Trong quá trình đối thoại giữa hai người, Lâm Linh luôn giữ im lặng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Cần ngồi đối diện. Sau đó mới nhận ra, mình thực sự không cần phải phỏng vấn, cũng không cần phải tự giới thiệu, bởi vì có vẻ như nơi này hắn mới là người quyết định. Chương 804, tôi rõ ràng là Hắc Ti Nam, 4. Hắn không đến để giúp mình tìm việc, hắn đến để người khác sắp xếp công việc cho mình. Nghĩa là, từ khi cô ấy bước vào, không, từ khi bố cô ấy gọi điện cho chú Giang, cô ấy đã có việc làm. Mà đây còn là một đơn vị rất uy nghi, trông giống như cơ quan nhà nước vậy. Mười mấy phút sau, Giang Cần nghe Đàm Thanh báo cáo về tiến độ công việc của Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên và Quỹ Kim Ti Nam, sau đó dẫn Lâm Linh ra về. Nhìn thấy vậy, Lâm Đức Hoài vội vã tiến đến, cuộc phỏng vấn thế nào, bao giờ họ thông báo nhỉ? Thông báo, ý bác là kết quả, có phù hợp không chẳng hạn. Giang Cần giật mình một chút, sau đó mới phản ứng lại được. Hóa ra họ không biết rằng mọi việc ở Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên đều là do hắn quyết định, còn tưởng là nhờ vào mặt mũi của mình đến đây thử vận may. Không cần thông báo, bảo Linh Linh ngày mai đến làm việc là được. Lâm Đức Hoài giật mình một lát, sau đó vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thế là đã có việc làm rồi sao? Thấy chưa, vẫn là mặt mũi của Giang Cần lớn, ồ đúng rồi, thời gian thử việc của Linh Linh bao lâu? Sau khi chính thức thì được đóng bảo hiểm xã hội chứ? Giang Cần bị làm cho không biết phải trả lời sao, trong lòng nghĩ, đám người thân này thật là chất phác, đã làm hắn lộ diện rồi mà vẫn còn hỏi thời gian thử việc. Những việc cụ thể cháu cũng không rõ lắm, đợi Linh Linh đến làm việc ngày mai sẽ có người nói chuyện với cô ấy. Tốt lắm, vậy chúng tôi cứ nghe theo sắp xếp. Lâm Đức Hoài định kéo Giang Cần về nhà ăn cơm trước, nhưng Giang Cần từ chối. Dù tuần này toàn là chuyện vặt nhưng chuyện vặt cũng cần phải giải quyết, không xử lý không được. Thế là, bữa tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn cuối cùng cũng chỉ có gia đình họ tự thưởng thức. Có điều bữa ăn này lại khá im lặng, bởi vì Lâm Xuyên là một thành phố cấp 2, phát triển hơn hẳn những thị trấn nhỏ như Tế Châu. Họ có cảm giác vượt trội khi đối diện với họ hàng từ Tế Châu, tự xưng là họ hàng giàu có, còn bảo người từ Tế Châu là họ hàng nghèo. Nhưng giờ cuối cùng họ cũng nhận ra, hóa ra chính họ mới là họ hàng nghèo. Linh Linh, ngày mai đến làm việc nhớ hỏi kỹ, lương bao nhiêu, thời gian thử việc bao lâu, làm thế nào để lên chính thức, nghe chưa? Anh họ Lâm Phong đột nhiên lên tiếng, cơ quan đó trông khá oai phong, chắc chắn không dễ lên chính thức đâu. Chú họ Lâm Đồng cũng lên tiếng, dù không dễ lên nhân viên chính thức nhưng vẫn phải cố, bây giờ muốn tìm một đơn vị tốt và ổn định không phải là chuyện dễ. Lâm Linh nhẹ nhàng mím môi, thấp giọng lẩm bẩm, thực ra không có thời gian thử việc. Cái gì? Anh họ. Em họ không nói rõ, nhưng cháu đoán cháu đến đó là đã thành nhân viên chính thức rồi. Làm sao có thể? Bây giờ đơn vị nào mà không có thời gian thử việc? Lâm Linh đặt đũa xuống, sau khi cháu vào, cô gái ngồi trong văn phòng gọi cậu ấy là sếp, vậy nên đơn vị đó chắc chắn do cậu ấy thành lập. Vừa rồi ba cháu cứ hỏi về thời gian thử việc, Giang Cần còn không biết phải trả lời sao cơ. Đúng là không có thời gian thử việc mà. Lâm Đức Hoài câm nín. Chú họ Lâm Đồng hít sâu một hơi, nếu đúng như vậy, chúng ta ở trước mặt người ta, có lẽ ngay cả họ hàng nghèo cũng không được tính. Tháng 11 trôi qua vội vã và lộn xộn, chỉ trong nháy mắt đã đến mùa tuyết lớn, cả nước bắt đầu bước vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh. Buổi sáng thức dậy, một tầng sương mù của mùa đông lảng vảng trên các con phố, nhìn từ xa mông lung như một màn sương mỏng, nhưng khi tiến gần lại không thể bắt giữ, mơ hồ ẩn hiện. Trong mùa này, người đi đường trên phố đã chuyển sang mặc những bộ quần áo dày hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ấm áp, chủ động đón nhận mùa đông đang đến. Lưu Nhân làm việc tại Vũ Hán, dậy thật sớm, tranh thủ trước khi đi làm ghé qua Dương Ký để gọi một bát canh dê nóng hổi. Nước canh ấm nóng mang theo hương vị thơm ngon chảy vào dạ dày, tức thì làm ấm cả người. Sau khi thỏa mãn thốt lên một tiếng A, Lưu Nhân để lộ vẻ mặt mất hồn, sau đó thoải mái ở hơi. Lúc này, từ phía đối diện truyền đến tiếng động sửa chữa kêu vang, thu hút Lưu Nhân nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ba cửa hàng trên đường đang cùng lúc sửa chữa, mặc dù còn chưa thấy hình dạng, nhưng biển hiệu đã được treo lên. Tiệm tạp hóa Không Giờ, tiệm nướng Lâm Xuyên và một quán rượu cổ bên góc đường giờ có vẻ cũng đã đổi biển hiệu thành VN, đang trong quá trình trang trí nội thất. Không phải mọi người đều nói kinh tế lại sắp suy thoái à?
sao lại có nhiều cửa hàng mới mở đến thế? Tiểu Lưu tháo màng bọc bát ra, bất chợt nhìn thấy nhóm công nhân sửa chữa từ đối diện đổ xô vào Dương Ký. Hình như đã trở thành một quy ước, nhân viên Dương Ký bận rộn chạy ra chạy vào mang theo một chồng bữa sáng, lần lượt phát cho từng công nhân. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 805, âm thầm sắp đặt, 1. Các công nhân vội vàng ăn xong, lại đội mũ và đeo găng tay, đối mặt với sương mù buổi sáng mà đi sang bên kia. Các cô còn làm dịch vụ bữa ăn tập thể à? Không, chúng tôi không nhận làm bữa ăn tập thể, nhưng Dương Ký của chúng tôi có mối quan hệ hợp tác với một vài cửa hàng đối diện. Vì thế chúng tôi đảm nhận cung cấp thức ăn cho công nhân trong thời gian họ sửa chữa. Phục vụ thu tiền, tiện thể đưa ra một tấm thẻ, thấy anh thường xuyên đến đây ăn, anh có muốn làm thẻ không? Giảm giá 20%, cửa hàng đối diện bắt đầu kinh doanh cũng có thể sử dụng. Lưu Nhân nhận lấy, liếc nhìn, hỉ hán Hà Thanh, cái tên này cũng khá lạ lẫm. Nhưng giảm giá 20% thực sự rất hấp dẫn. Đúng vậy. Lưu Nhân mỗi ngày đều đến Dương Ký ăn sáng, không chỉ vì món canh dê, mà còn có bánh bao mật ong và gói combo gà cay của họ. Nếu có thể giảm giá 20% thì thật tốt biết mấy, huống hồ cửa hàng đối diện cũng có thể sử dụng. Dù y là người địa phương và không cần ở khách sạn, nhưng việc ăn thịt nướng, ghé cửa hàng tạp hóa mua thuốc lá, mua nước ngọt luôn là điều cần thiết. Ỉ, vậy, Lưu Nhân đã chi ra 300 đồng, đăng ký thông tin thành viên và làm một tấm thẻ thành viên của Hỉ Hán Hà Thanh. Lưu ca, giúp chúng tôi gọi 3 cốc hỉ điềm nhé, 2 cốc khoai môn hoa hồng 50% đường, 1 cốc gừng táo đỏ. Được ngay, Lị Lị. Lưu Nhân cầm tấm thẻ thành viên ra khỏi Dương Ký, đến hỉ điểm bắt đầu đặt hàng. Trong khi nhân viên làm trà sữa, Lưu Nhân đặt cả túi và thẻ lên quầy, sau đó từ túi trong lấy ví ra, tìm tiền lẻ ngay trước bảng giá trên quầy. Không phải anh có thẻ thành viên sao? À, nhân viên cầm lấy tấm hỉ hán Hà Thanh, nhẹ nhàng quẹt thẻ, trà sữa giá gốc 16 đồng được giảm còn 9 đồng. Lưu Nhân sửng sốt một chút, tấm thẻ này ở hỉ điểm cũng có thể sử dụng à? Nhân viên nữ xinh đẹp nháy mắt, hỉ của hỉ hán Hà Thanh chính là hỉ của hỉ điềm mà, nhân viên giúp anh làm thẻ không giới thiệu cụ thể cho anh sao. Chỉ giới thiệu sơ qua vài câu, nhưng cô ấy đưa cho tôi một tờ rơi của thẻ thành viên, tôi vứt nó vào thùng rác rồi. Không sao, tôi sẽ đưa anh một bản nữa. Nhân viên nữ lại đưa cho y một tờ hướng dẫn sử dụng thẻ thành viên mới, trên đó có danh sách các thương hiệu sử dụng tấm thẻ này, cùng với các thương hiệu khác sắp tham gia vào chương trình thành viên. Lưu Nhân liếc mắt hai lần, nhưng 9 đồng 3 ly trà sữa, mức giảm giá này quá lớn rồi phải không? Không phải giảm giá đâu, trà sữa khoai môn hoa hồng vẫn giữ giá gốc, nhưng hôm nay là ngày tuyết lớn, trà gừng táo đỏ là được tặng, chúc bạn gái của anh có một mùa đông ấm áp. Cô ấy vẫn chưa phải bạn gái của tôi, nhưng tôi đang cố gắng theo đuổi, he he. Lưu Nhân cầm theo 3 ly trà sữa, mỉm cười ngại ngùng bước ra khỏi cửa hàng hỉ điểm, vừa tiếp tục hành trình về phía công ty, vừa lướt qua cuốn sổ tay đăng ký thẻ thành viên trên tay. Y nhận ra chiếc thẻ này thật tuyệt vời, mặc dù hiện tại mới chỉ áp dụng cho một vài cửa hàng như lẩu, đồ ăn nhanh, trà sữa, cá nướng, đồ ngọt, trái cây tươi, nhưng kế hoạch phát triển sau này còn bao gồm khách sạn, karaoke, cửa hàng tiện lợi, siêu thị. Vừa rồi không phải đã thấy sao, đối diện đường có một vài cửa hàng trong kế hoạch đang trong quá trình trang trí. Lưu Nhân dừng lại giữa chừng, nhận thấy sương mù buổi sớm đã bắt đầu tan dần, ánh sáng bình minh rải rác trên không. Vẽ nên một viền vàng mờ ảo từ sương mù chưa kịp tan, như thể có điều gì đó sắp bùng nổ. Đến công ty vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, Lưu Nhân đưa 3 ly trà sữa cho nữ thần của mình, Lý Mặt Lị, cũng nhân tiện giới thiệu về thẻ thành viên. Một thẻ, ăn sáng mua 3 ly trà sữa, anh chỉ tốn 23 đồng. Ừ, họ hình như tổ chức sự kiện mỗi khi giao mùa, còn có cả chương trình khuyến mãi thứ năm điên rồ giảm giá một nửa nữa. Ôi, Mỹ Mỹ, anh Trần, mọi người qua đây này, có thứ hay ho lắm. Trong suốt buổi sáng, tờ giới thiệu gần như bị truyền tay đến mức rách nát, còn có người đặc biệt tìm, đến Lưu Nhân để xem thẻ thành viên. Thực ra, vài ngày trước, Lưu Nhân đã từng giới thiệu với họ về canh dê và sủi cảo của Dương Ký, nhưng mọi người đều không mấy hứng thú. Nhưng hôm nay lại có mấy đồng nghiệp chủ động nói muốn theo y thử nghiệm.
nữ thần Mạt Lị đề xuất cùng nhau đi chơi. Cuộc sống của người làm công ăn lương rất khô khan, có chút mới mẻ là không chịu nổi, có chuyện gì cũng muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng kế hoạch luôn không kịp với sự thay đổi, Lưu Nhân vừa xử lý xong công việc, dự định dẫn mọi người đi ăn Dương Ký. Kết quả lại nhận được thông báo từ lãnh đạo, phải cùng một số quản lý đi Tây An mở cuộc họp. Chương 806, âm thầm sắp đặt, 2. Từ Vũ Hán đến Tây An đã là chiều tà, ra khỏi sân bay, Tiểu Lưu đến khách sạn bắt đầu nghỉ ngơi. Ghế của hạng phổ thông chật hẹp đông đúc, ngồi cực kỳ không thoải mái, mà nhà thiết kế chắc chắn là kẻ thiếu đạo đức. Thiết kế lưng ghế thẳng đứng, tựa thẳng không thoải mái, tựa nghiêng cũng không thoải mái, khó chịu vô cùng. Tiểu Lưu lăn ra ngủ, ngủ một giấc đến tối, khi tỉnh dậy bụng đã rỗng tuếch, nhất là hôm nay không được ăn sủi cảo của Dương Ký, cảm thấy trống rỗng biết bao. Đi tìm cái gì đó để ăn thôi, không biết Tây An có quán sủi cảo ngon không nhỉ? Tiểu Lưu gãi đầu bước ra khỏi khách sạn, đi lang thang không mục đích, đến một con phố khá nhộn nhịp, ánh mắt lập tức bắt gặp một logo quen thuộc, trên đó viết Dương Ký. Y bước tới xem kỹ, bỗng nhiên có cảm giác như quay về Vũ Hán, không phải vì Dương Ký, mà vì ngay cạnh Dương Ký không xa cũng có một hỉ điểm, tiệm tạp hóa không giờ, còn có cá nướng ớt Thanh Hoa mà y thấy trong tờ giới thiệu. Ngoài ra, đối diện con phố, về phía tây không đến 300 mét có vài cửa hàng đang trong quá trình trang trí, cửa hàng còn dựng giàn giáo và thứ đồ tương tự. Trời ạ, mình ngủ mê hay sao ấy? Tiểu Lưu bước về phía trước, nhìn qua phố thương mại, phát hiện những cửa hàng đang sửa thực sự là những cửa hàng đó. Mặc dù đã vào buổi tối, nhưng lượng người qua lại gần đó vẫn không ít, phần lớn là giới trẻ. Có vài người trông giống như sinh viên, sau đó họ đi về phía một trung tâm thương mại gần đó, bước vào một tiệm Hà Lý Lao. Tiểu Lưu giật mình một chút, vội vàng lấy chiếc thẻ thành viên kẹp trong ví ra, đến tiệm tạp hóa không giờ, thử mua một gói thuốc lá. Thẻ có thể quẹt. Chiếc thẻ này thật sự có thể sử dụng, mặc dù mua thuốc lá không được giảm giá, nhưng y có thể rõ ràng thấy điểm tích lũy của mình. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tiểu Lưu bất ngờ reo lên. Y lấy điện thoại ra nhìn, thấy cuộc gọi đến từ Lão Lương, một người bạn đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người họ đã chuyển đến hai thành phố khác nhau, một người ở Vũ Hán, một người ở Tây An, thường xuyên liên lạc qua QQ, ít khi gọi điện thoại. Lão Lương gọi gì vậy? Hôm nay sinh nhật tôi, không tìm được bạn bè, gọi cho cậu đây, gần đây cậu thế nào? Đi công tác, còn không kịp ăn tối, làm công chức mệt mỏi quá, vừa phải bán mình bán xác, lại chỉ kiếm được chút ít. Tôi cũng vậy thôi, vừa mới tăng ca xong, tìm một quán lẩu tự mừng sinh nhật mình, thảm đến mức không dám nói với bố mẹ. Tiểu Lưu thở dài, vừa muốn an ủi bạn một vài lời, nhưng bất ngờ nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc vui vẻ. Hãy nói bye bye với mọi phiền muộn, hãy nói hi hi với mọi niềm vui, mừng sinh nhật bạn thân yêu, chúc bạn hạnh phúc mãi mãi, hạnh phúc mãi mãi. Rõ ràng là một nhóm người đang hát, bởi vì y còn nghe thấy có người hát sai lời. Chữ hi hi phía sau cũng bị hát thành bye bye, quan trọng là sau khi hát xong còn có tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng rộn ràng. Lão Lương, không phải cậu nói một mình sao? Tiểu Lưu cảm thấy hơi khó chịu, có một cảm giác không phải là sợ bạn bè khổ, mà là sợ bạn bè sống quá xa hoa. Bây giờ y đang đứng một mình tại góc phố lạ lẫm của một thành phố xa lạ, lắng nghe người bạn cũng cô đơn như mình, một mình mừng sinh nhật. Trái tim y vừa mới được an ủi một chút, thì lại nghe thấy tiếng ồn ào vui vẻ đó, tâm trạng tự nhiên trở nên phức tạp. Thật sự là một mình đấy, nếu không tại sao tôi lại gọi cho cậu? Nhưng mà, nhân viên quán lẩu đều đến mừng sinh nhật tôi, thật sự là một bất ngờ lớn. Cửa hàng lẩu nào mà kỳ cục thế, còn giúp khách hàng tổ chức sinh nhật nữa chứ? Là Hà Lý Lao đấy. Tiểu Lưu chợt giật mình, buông điện thoại xuống, ngước nhìn qua quảng trường lấp lánh ánh đèn về phía cửa hàng Hà Lý Lao đối diện. Y bỗng nhiên có một linh cảm, một cảm giác bí ẩn không tên, như thể đang âm thầm và nhanh chóng xâm nhập vào cuộc sống của mọi người bằng một cách chưa từng thấy, từ từ làm mê hoặc lòng người. Cửa hàng trà sữa tặng miễn phí trà gừng đỏ vào ngày tuyết rơi, cửa hàng lẩu nơi một người đi làm thuê tự mình đón ngày sinh nhật cũng được cả cửa hàng chúc mừng. Chính Tiểu Lưu làm trong lĩnh vực tiếp thị nên rất nhạy cảm với những sự kiện này, từ sáng đến tối. Những gì y chứng kiến trong ngày hôm nay đều liên kết lại với nhau, giống như một làn sương mỏng đến vào buổi sớm, tĩnh lặng nhưng mênh mông.
Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 807, lại một đêm Giáng sinh, 1. Đêm trước đêm Giáng sinh, tuyết lớn bắt đầu rơi từ sáng sớm mà không hề dừng lại, chớp mắt đã phủ kín cả Lâm Xuyên. Bao trùm lên từng con phố và các tòa nhà bằng một lớp áo trắng bạc, khiến cả thế giới như chìm trong sắc trắng tinh khôi. Sự kiện Giáng sinh tại trung tâm thương mại Vạn Chúng đã bắt đầu, quảng trường lớn đặt một cây thông Noel cao lớn, trên đó treo đầy bóng đèn và chuông. Dưới bầu trời tuyết rơi, người qua kẻ lại trên quảng trường nhộn nhịp không ngớt, còn có nhiều nhân viên hóa trang thành ông già Noel đứng ngoài, phát các loại phiếu giảm giá cho người đi đường. Tình hình bên Hiệp hội Thương gia thế nào rồi? Chúng ta đã mở rộng 107 cửa hàng ở 4 thành phố tuyến 1, 17 cửa hàng ở Vũ Hán, 15 cửa hàng ở Tây An. Trong đó có 40% là cửa hàng chuyển nhượng, giúp chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Đây là danh sách tổng hợp. Trong khu vực nghỉ ngơi tầng 1 của trung tâm thương mại Vạn Chúng, Đàm Thanh đưa một bảng danh sách cho Giang Cần. Do Alipay vẫn chưa nhận được giấy phép tài chính, còn chiến dịch phát triển thị trường của Zihu đã kết thúc, nên toàn bộ đội ngũ hiện đang trong tình trạng chờ đợi. Giang Cần không muốn nhàn rỗi, vì thế vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tiếp thị thương hiệu và bố trí cửa hàng ngoại tuyến. Sau nửa năm nỗ lực, thương hiệu dựa trên nền tảng của Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên đã dần hình thành một vòng kín. Chiến lược quảng bá vòng thứ hai cũng đã thực hiện được một nửa, các thương hiệu được hưởng lợi đã đạt con số hai chữ số. Chuyện hợp tác giữa Chân Quả Tiên và Hải Bách Hối để mở siêu thị thực phẩm tươi sống tiến triển thế nào rồi? Chúng ta đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ, nhưng vẫn còn một số chi tiết cần được làm rõ. Nghe những câu hỏi và trả lời này, Cao Văn Tuệ không nhịn được mà chọc Phùng Nam Thư một cái, nhìn kìa, Giang Cần của cậu. Rõ ràng nói là đi chơi mà kết quả lại thảo luận công việc, sao cậu không cho cậu ta vào khu vực giữ chồng đi? Tào Quảng Vũ khoác tay Đinh Tuyết, cũng không nhịn được mà gật đầu, đúng thế, lão Giang, đã là đi chơi thì đừng nói chuyện công việc nữa. Được rồi, không nói chuyện công việc nữa, đã nói chơi vui thì cứ vui vẻ, doanh nhân nhân dân chúng ta không bao giờ lợi dụng việc tổ chức team building để họp hành. Giang Cần dậy khỏi sofa, mọi người cùng lên đường thôi, tự do chọn lựa, đừng tiết kiệm tiền cho bản thân. Lời vừa dứt, tất cả nhân viên của 208, cả phòng ký túc xá của Phùng Nam Thư, kèm theo Tào Quảng Vũ và Đinh Tuyết, Nhâm Tự Cường và Vương Lâm Lâm, cùng với một mình Chu Siêu, mười mấy người đều phấn khích, lang thang trong trung tâm thương mại Vạn Chúng. Còn Giang Cần thì bị Phùng Nam Thư kéo đi, lên tầng 2 của một cửa hàng quần áo mua đồ lót. Mặc dù đây là đợt khuyến mãi lớn cho Giáng sinh, nhưng thực ra trong trung tâm mua sắm có nhiều các yếu tố về năm mới hơn, dù sao cũng sắp tới Tết, đây cũng được coi là một sự khởi đầu. Năm 2010 là năm Canh Dần, tức là năm của hổ, vì thế khắp nơi trong trung tâm mua sắm đều tràn ngập hình ảnh của những chú hổ nhỏ. Dây đeo hình hổ, quần áo hổ, quà tặng hổ, thậm chí trên đồ lót của các cô gái cũng có hình những chú hổ nhỏ. Ánh mắt của Phùng Nam Thư sáng lên, cô chọn mấy chiếc quần lót hình hổ, ào ào bỏ vào giỏ. Còn muốn mua loại có hình hổ nữa hả? Phùng Nam Thư hỏi chấm. Giang Cần ho khan một tiếng, không, không có gì. Giang Cần, sao anh biết em còn mua? Anh thấy ở đâu rồi? Mình không thấy mà, làm sao mình có thể thấy được? Bỗng nhiên, Phùng Nam Thư phồng má, lên, Giang Cần, anh là kẻ xấu xa. Giang Cần tỏ vẻ như không nghe thấy, quay mặt về phía nam, sau đó chỉ tay về phía một cửa hàng khác, hô lên một tiếng quần áo cho bạn thân, lập tức chuyển sự chú ý của tiểu phú bà sang nơi khác. Lúc này, Cao Văn Tuệ cũng đang gần đó, nghe thấy về quần áo bạn thân liền mím môi, tự nhủ rằng miệng của Giang Cần thật sự rất cứng, có thể mạnh mồm nói quần áo tình nhân thành quần áo bạn thân. Kết quả khi tiến lại gần để xem, cô ấy hoàn toàn ngỡ ngàng, thì ra cửa hàng bán đồ đôi kia quả thật có một khu vực dành riêng cho quần áo bạn thân. Giang Tổng, mời vào bên trong, chỗ này có bán trang phục cho bạn thân phải không? Đúng vậy, Giang Tổng, chỉ có những người bạn thực sự tốt mới đủ tư cách để mặc. Giang Cần nắm lấy bàn tay nhỏ của Phùng Nam Thư như một quý ông chính trực, bước vào khu vực chuyên dành cho trang phục bạn thân. Chứng kiến cảnh tượng này, Cao Văn Tuệ cũng không nhịn được mà đi theo vào, cô ấy kéo nhãn hiệu của những bộ quần áo ra để xem. Phát hiện tất cả đều là kết hợp giữa size XL với size S hoặc XS, không có size nào khác. Chương 808, lại một đêm Giáng sinh, 2.
Giang Cần cao 1m8, hơi gầy, size XL vừa vặn, còn Phùng Nam Thư, dù là con gái nhưng cao tới 1m7, mặc size S thì vừa vặn, size XS thì thoải mái. Nói cách khác, trang phục bạn thân ở đây đều được chuẩn bị cho những chàng trai cao 1m8 và những cô gái cao 1m7. Đây chính là sức mạnh của tiền bạc. Giang Cần, em muốn mua trang phục bạn thân. Mua đi, thích cái nào thì lấy cái đó. Phùng Nam Thư chạy lẹ đến khu vực dành cho bạn thân, lục lọi một hồi, vẻ mặt hạnh phúc như một chú mèo cam ngốc nghếch. Cao Văn Tuệ chỉ vào hai bộ quần áo, cái này cũng gọi là trang phục bạn thân à? Giang Cần nghe thấy liền nhìn qua, phát hiện đó là hai chiếc áo sweater trắng, mỗi cái có một nửa trái tim, khi kết hợp lại thành một trái tim hoàn chỉnh. Cậu nói đúng, chỉ có những người bạn thân suốt đời mới xứng đáng mặc chiếc áo này. Vậy mua cái này. Phùng Nam Thư chỉ vào hai chiếc áo sweater trắng, ánh mắt đầy hứng thú. Giang Cần nghiêm túc nhìn cô, cậu tự tin vào tình bạn giữa chúng ta đến vậy sao? Đúng vậy. Được thôi, vậy thì theo ý cậu, chúng ta mua cái này. Cao Văn Tuệ nhìn vào cảnh tượng đó, không khỏi kinh ngạc, tự hỏi người giàu có thực sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, biến đen thành trắng hay sao? Sau đó, Tiểu Cao lại chứng kiến họ mua hai chiếc áo khoác bạn thân, kiểu dáng rất mang phong cách Hàn Quốc, áo dài tới trên đầu gối một chút, một cái màu trắng và một cái màu xám. Phùng Nam Thư vốn dĩ đã sở hữu một thân hình đáng ngưỡng mộ, khi khoác lên mình chiếc áo khoác màu trắng, khí chất của cô lập tức trở nên ngang ngửa với nữ chính trong phim Hàn Quốc. Đặc biệt là đôi chân dài miên man của cô kết hợp với chiếc quần jean ống rộng màu đen có viền rách, cô chính là hiện thân của vẻ đẹp thanh cao và giàu có. Dù Giang Cần không phải là người nổi bật về nhan sắc, nhưng hắn lại thuộc típ người càng nhìn càng mê. Một chiếc áo len cổ cao bên trong, phối cùng áo khoác màu xám, đứng cạnh Phùng Nam Thư, họ tựa như một bức poster hoàn hảo. Chà, đây là đang quay phim ngôn tình à? Văn Cẩm Thụy chắp tay trước ngực, ông chủ và bà chủ chính là nhân vật nam nữ chính trong mơ của tôi khi đọc tiểu thuyết tình cảm. Tô Nại nhíu mày nhìn Văn Cẩm Thụy, sếp chó kia cũng có thể làm nam chính à? Cậu nghiêm túc chứ? Được rồi, có lẽ sếp ông không sánh bằng, nhưng sếp bà chắc chắn là nữ chính. Lúc này, Tào Quảng Vũ cũng tiến lại, thấy hai người họ thì hơi hứng thú. Lão Giang, cởi ra cho tôi mặc thử xem sao. Nhâm Tự Cường nín thở, Tào ca, tôi khuyên cậu đừng thử, cậu không thể cân được chiếc áo này đâu. Nhan sắc của lão Giang còn có thể cân được, tại sao khuôn mặt đẹp trai của tôi lại không? Tào Quảng Vũ hào hứng thử mặc, phát hiện, ái chà, chiều dài khiến chiếc áo thậm chí còn lê thê dưới mặt đất, thừa ra hẳn một đoạn, như chiếc váy mà các nữ minh tinh thường kéo lê trên thảm đỏ. Hóa ra, Nhâm Tự Cường nói về việc cân đồ không liên quan gì đến nhan sắc, mà là về chiều cao. Chán nhỉ, trung tâm thương mại này không muốn kiếm tiền từ tôi rồi. Tào Quảng Vũ lầm bầm, kéo Đinh Tuyết đi. Giang Cần không kiếm được tiền của Tào thiếu gia, thực sự hơi buồn. Tào ca, đừng đi, còn có kiểu ngắn nữa kìa. Đừng nói nữa, tôi muốn một mình yên lặng. Giang Cần thở dài, sau đó nắm tay Tiểu Phú Bà, đi đến cửa hàng khác xem đôi ủng nhỏ mà cô thích, đồng thời giúp cô chọn một vài bộ đồ lót cho mùa đông. Chiếc áo màu trắng rất hợp với khí chất của Tiểu Phú Bà, chiếc màu đen vừa ngầu vừa lạnh lùng, còn màu hồng và màu xanh dương thì làm cho cô trở nên tươi tắn và năng động. Giang Cần từng món một lấy ra, giơ lên so với ngực của cô, cảm thấy thứ nào cũng muốn mua, như đang trải nghiệm cảm giác thú vị khi chơi game ngôi sao thời trang. Trong khi đó, Phùng Nam Thư chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đầy sự phụ thuộc, lòng cô thổn thức, cảm giác lại muốn gọi hắn là anh trai. Chọn ba món này thôi, cộng thêm đôi bốt ở phía trên cùng hàng thứ ba, cái có đường viền phong cách dân tộc kia. Phải cái này không, Giang Tổng? Ừ, lấy size 37. Nhân viên cửa hàng lấy đôi bốt có một chút họa tiết thêu dân tộc, đưa cho Giang Cần. Cùng với những bộ quần áo đã chọn trước đó, tất cả đều được cho vào giỏ hàng để Tiểu Phú Bà mang vào phòng thử đồ. Mỗi lần Phùng Nam Thư thay xong một bộ đều ra ngoài xoay một vòng cho Giang Cần xem, quả nhiên mỗi bộ đều vừa vặn, vẻ đẹp này thực sự quá mê hồn. Có điều khi đến lượt thử bốt, Tiểu Phú Bà mất một lúc lâu mới ra, sau đó nói một cách nghiêm túc rằng đôi bốt hơi nhỏ. Không thể nào nhỏ được, chân của cậu mình còn không biết rõ sao. Giang Cần, thật sự hơi nhỏ một chút. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à?
của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 809, Lại một đêm Giáng sinh, 3. Nhân viên cửa hàng nghe xong không nhịn được mở lời, Giang Tổng, số của đôi bốt này thực sự hơi nhỏ, hay là thử đổi số lớn hơn xem sao. Giang Cần gật đầu, theo nhân viên đi tìm một đôi lớn hơn một số, sau đó mang vào phòng thử đồ. Dù trung tâm thương mại vạn chúng được cải tiến theo sổ tay do Giang Cần biên soạn, nhưng một số chi tiết vẫn chưa đạt yêu cầu, như cửa hàng này chẳng hạn. Dù chủ yếu bán quần áo thời trang, số lượng giày không nhiều, nhưng không đặt dép trong phòng thử đồ thì quá đáng, điều này cần được cải thiện. Đợi một chút, mình sẽ tháo dây giày giúp cậu. Được. Phùng Nam Thư cởi bỏ đôi bốt không vừa, cứ thế cô nâng chân mình lên, ngây thơ nhìn Giang Cần. Khi dây giày đã được tháo hết, Giang Cần nâng bốt lên, sau đó từ từ xỏ vào đôi chân nhỏ nhắn, mặc quần tất đen của tiểu phú bà Phùng. Giày bốt và giày da thực sự có sự khác biệt. Do phần cổ giày khá dài, nếu cố gắng xỏ chân vào thì rất khó để mang, khiến Giang Cần thử vài lần mà vẫn không xỏ được. Bất đắc dĩ, hắn lại cúi xuống, định nới lỏng dây giày thêm chút nữa, nhưng chưa kịp làm xong thì bất ngờ nghe thấy tiểu phú bà kêu lên á. Ông chủ Giang ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức một bàn chân trần xuất hiện trước mặt, bịch một cái đáp lên mặt hắn, mềm mại và hơi lạnh. Suýt nữa thì ngã, nhưng may mà em còn chút thông minh. Sau một hồi lâu, Phùng Nam Thư được Giang Cần dẫn ra khỏi cửa hàng, trong tay ôm đôi bốt mới mua. Ánh mắt linh hoạt không nhịn được mà nhìn về phía Giang Cần, sau đó mỗi lần nhìn xong lại trở về với vẻ nghiêm túc. Ông chủ, chưa rồi, đi ăn cơm thôi. Đồng Văn Hào đứng trước cửa hàng cá nướng vẫy tay. Giang Cần gật đầu, thông báo cho những người đang đi dạo lung tung kia tập trung lại, ai đến muộn thì không còn cơm. Ôi, sao miệng ông chủ không khép lại được vậy, gặp chuyện vui à? Không có gì, cậu không hiểu đâu. Sau khi cùng mọi người ồn ào mừng Giáng sinh, Giang Cần đặc biệt ghé thăm Trương Bách Thanh, cùng ông ấy chơi một ván cờ vây. Giang Cần cầm quân đen và đi trước, nhanh chóng kết nối được 5 quân liên tiếp, giành chiến thắng một cách dứt khoát. Hiệu trưởng Trương nổi giận, mẹ kiếp, tôi đang chơi cờ vây đấy. Giang Cần bình thản phất tay, chơi cờ với em, quan trọng không phải là thầy chơi gì, mà là em biết gì. Nghe nói ở Dương Châu có người cũng đang làm mua chung, cùng một mô hình với em, nói cho cùng cũng giống như là bắt chước em vậy. Em có biết chuyện này không? Có nghe đâu đó. Dự án tái thiết trung tâm thương mại cũ bên cạnh do vạn chúng tiếp quản, họ từng tới tìm hiểu về việc hợp tác, nghe nói gọi là đội tùy tâm. Hai nơi cách nhau không xa, hắn muốn học hỏi em cũng có thể hiểu được. Hiệu trưởng Trương giữ chặt quân cờ, im lặng một lúc, hình như em chạm vào quân cờ của tôi rồi. Giang Cần ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngây thơ, không có đâu. Không phải chứ, em chơi cờ caro cũng phải gian lận à? Thầy hiệu trưởng, nếu thầy không muốn cho em cái bút bi vạn bảo long đó thì cứ nói thẳng, nhưng nếu cáo buộc về phẩm chất của em, đó là lỗi của thầy. Hiệu trưởng Trương nheo mắt lại, em cầm quân đen lại đi trước, trên bàn cờ lại nhiều hơn tôi 2 quân. Em tưởng tôi không nhìn thấy à? Giang Cần lập tức ném quân cờ xuống, chơi lại từ đầu đi, em nghĩ có thể là lộn xộn rồi, hoặc là thầy nhìn thấy tình hình không ổn nên thêm cho em một quân, rồi lại đổ lỗi lên đầu em. Thầy hiệu trưởng, em khuyên thầy nên chân thành một chút. Xí. Đừng có nói lung tung, tôi hỏi em, cái việc nhóm mua kia em còn làm nữa không? Tạm thời thì không. Giang Cần nhấc ấm trà, rót thêm cho Trương Bách Thanh. Nghe nói vậy, Trương Bách Thanh đẩy kính mắt, có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại. Ban đầu, khi Giang Cần muốn biến Đại học Lâm Xuyên thành một nơi ươm mầm cho việc kinh doanh nhóm mua trực tuyến, hiệu trưởng Trương đã phản đối kịch liệt. Ông ấy cho rằng, việc kinh doanh nhóm mua liên quan đến quá nhiều khâu và nhân lực, không có sự kiểm soát cứng rắn như sắt thép thì rất dễ sụp đổ. Lúc đó, ông ấy chưa hiểu biết sâu sắc về Giang Cần, vì vậy đã đánh giá chủ quan rằng hắn có thể không đủ năng lực. Nhưng hắn cũng thật là một kẻ cứng đầu, khi nói làm thì làm liền, còn mở rộng kinh doanh ra toàn bộ thành phố Lâm Xuyên. Hiệu trưởng Trương cũng từ đó mới thấy rõ tiềm năng của việc mua theo nhóm, một nền tảng có thể kích thích nhu cầu kinh tế và tiêu dùng tích cực, đây quả thực là một tác phẩm mang tính đột phá. Nếu như Manti Group không tạo ra tác động lớn đến thị trường tiêu dùng của Lâm Xuyên, Giang Cần cũng không thể gắn bó với chính quyền. Huống chi là một mình tạo ra Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên, còn thành lập quỹ Kim Tinam. Vậy nên, giữa Jihu và Manti Group,
cái nào thành công hơn, kết quả rõ ràng là không thể chối cãi. Chương 810, xuất hiện mạng mua chung mới, 1. Nhưng Giang Cần thật sự là nói không làm thì không làm nữa, quay đầu lại còn đi nghịch cái diễn đàn kia, nhiều người ngoại đạo cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đặc biệt trong thời gian gần đây, thành phố bên cạnh cũng đang tổ chức mua theo nhóm, cộng thêm bài học từ Giang Cần. Ngay từ khi mới lập trang đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương, tốc độ phát triển còn nhanh hơn Giang Cần. Trương Bách Thanh luôn có cảm giác như con gái mình nuôi khôn lớn bị một gã đầu tóc năm sắc sáu màu lừa đi. Giang Cần, em không cảm thấy tiếc sao? Manti Group ở lại Lâm Xuyên là do em có suy tính của mình, điều kiện bây giờ vẫn chưa thực sự chín mùi, phải chậm lại một chút. Trương Bách Thanh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi từ từ đặt xuống bàn, không phải người ta bảo làm ăn, quan trọng nhất là phải nắm bắt cơ hội trước người khác sao? Giang Cần mỉm cười, nhưng người ta cũng đã nói, lên chiến trường, những kẻ lao vào đầu tiên thường chỉ là bia đỡ đạn. Chiến trường. Cuộc đua này, sắp tới sẽ đẫm máu mất thôi, đội tùy tâm chỉ là một bước đệm mà thôi. Giang Cần đổi chỗ hai bên cờ, lượt này đến lượt em cầm quân trắng đi trước. Trương Bách Thanh sầm mặt lại, em chơi cờ caro với tôi đã đành, cầm quân trắng còn đi trước. Thôi xác định là em thắng luôn đi. Sao thầy không nói sớm, bút máy ở đâu? Em đi lấy. Mơ đi, danh con, không thắng tôi, đừng mơ tới chuyện bút máy của tôi. Giang Cần tức giận rời đi, nửa giờ sau đi chiếc xe nhỏ màu hồng đưa tiểu phú bà đến trước mặt hiệu trưởng, chuẩn bị bút máy đi, đây là cựu kỳ thủ nghiệp dư cấp 6. Hiệu trưởng Trương trầm mặc. Thực ra, Trương Bách Thanh biết Giang Cần thích nói khoác, vì vậy lúc đầu ông ấy không tin, nhưng khi cô gái nhỏ lần lượt đặt các quân cờ xuống, mồ hôi lạnh của ông ấy cũng theo đó mà rơi. Sau một hồi lâu, Phùng Nam Thư đặt các quân cờ vào hộp, ông hiệu trưởng, cháu thua rồi. Tôi thắng sao? Trương Bách Thanh nhất thời không thể tin nổi. Giang Cần cũng cau mày, chết tiệt, không ngờ hiệu trưởng Trương chơi cờ cao tay đến vậy, có vẻ như chiếc bút vạn bảo long này định mệnh không dành cho em rồi. Chờ đã, chơi tiếp một ván nữa, tôi chưa kịp phản ứng. Ông hiệu trưởng, cháu lại thua rồi. Chú cho muốn giành chiếc bút tức giận không chịu nổi, trong văn phòng kêu áo áo một trận, cuối cùng để lại một câu coi như thầy lợi hại, thì ra thầy giấu nghề, sau đó dẫn tiểu phú bà quay lưng rời đi. Trương Bách Thanh tự hỏi, mình có thể tham gia cuộc thi đấu toàn quốc không? Phùng Nam Thư ngoan ngoãn theo sau, Giang Cần, sao anh không để em thắng? Mình ngay cả lên lớp còn không đi, làm sao thích bút máy đến thế? Chủ yếu là để làm vui lòng ông cụ mà thôi, thực ra trên con đường khởi nghiệp, có nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng. Gặp được một số người thú vị cũng là một loại tài sản. Mình không muốn cuối cùng chỉ còn lại toàn thân mùi tiền, không tìm được ai để nói chuyện, khoác lác. Lúc Giang Cần nói không thể toàn thân mùi tiền, đồng xu vàng đang lăn trong tay thì bất ngờ rơi xuống, lăn một đoạn dài, khiến hắn tái mặt, cúi người tìm kiếm dọc theo con đường. Phùng Nam Thư nghiêng đầu nhìn hắn, Giang Cần, em có phải là tài sản của anh không? Cậu không phải, cậu là kho báu. Giang Cần cúi người ngồi xuống đất, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng đã nói ra câu trả lời, rồi vỗ vỗ bùn trên tay, dẫn cô tới phòng 208. Lại còn hô hào mọi người làm một bữa lẩu, thậm chí còn thả chú chó già đi dạo một vòng tầng 1 để cho giáo sư Nghiêm tìm cớ qua đây ăn lẩu. Nhìn kìa, những lời ông chủ Giang nói ngày nào giờ đây đã trở thành sự thật, phòng 208 không nuôi kẻ nhàn rỗi, ngay cả chó cũng không được. Trong khi chờ giáo sư Nghiêm còn lẩm bẩm về chuyện giới hạn gì đó, Lộ Phi Vũ đã rót đầy rượu vào ly cho ông. Tôi tuân thủ giới hạn cả đời, giờ chẳng còn nữa, thật là tạo nghiệp. Rồi ông mới nhận ra cuộc sống thì ra còn có thể vui vẻ như vậy. Giáo sư Nghiêm giật mình, lời này từ đâu ra? Giang Cần chỉ vào bức tường đối diện phòng 207, giáo sư Nghiêm quay đầu nhìn qua, mới phát hiện trên tường có thêm một khẩu hiệu, không có giới hạn bạn sẽ vui vẻ nhiều hơn. Giáo sư Nghiêm không biết nói gì, sau đó đổi chủ đề. Diệp Tử Khanh gần đây gọi điện cho tôi, nói rằng em ấy đã tham gia một dự án ở thành phố bên cạnh, gọi là đội tùy tâm, cũng là một trang web mua chung. Giang Cần sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, em cứ tự hỏi, hóa ra trang mua chung ở Dương Châu là do chị ấy làm à. Diệp Tử Khanh bấy lâu nay luôn để tâm đến việc khởi nghiệp thất bại, dù miệng nói không sao nhưng tôi biết đó là một cái gai trong lòng em ấy, khiến em ấy không thể sống một cuộc sống bình thường. Đàn chị quá muốn thắng.
Các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.